Anh Ngọc xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã theo dõi kênh Thời sự 24 giờ TV và sau đây mời quý vị cùng điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Trung Quốc tuyên bố mưu đồ thay đổi Trung Quốc của Mỹ sẽ thất bại. Lục quân hiện đại hóa cùng xe tăng T-90 là hàng loạt vũ khí made in Việt Nam cực đỉnh. Cảnh báo đáng sợ của tướng Mỹ về năng lực tàu ngầm Nga và lo ngại sự trỗi dậy mới từ Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Trung Quốc tuyên bố mưu đồ thay đổi Trung Quốc của Mỹ sẽ thất bại. Phát biểu tại buổi họp báo hôm 29 tháng 7 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Uông Văn Bân khẳng định, con đường của mỗi quốc gia là do người dân nước đó lựa chọn, do đó mưu đồ thay đổi Trung Quốc của Mỹ sẽ thất bại. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, việc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và một số chính khách Mỹ thời gian gần đây cho rằng chính sách tiếp cận của Mỹ đối với Trung Quốc đã thất bại là cách nói không tôn trọng lịch sử, không phù hợp với thực tế. Ông Uông Văn Bân khẳng định, trong gần 50 năm qua, hợp tác và giao lưu trên các lĩnh vực giữa Trung Quốc và Mỹ không ngừng được mở rộng và sâu sắc. Người dân hai nước cũng được hưởng lợi từ các cơ chế này. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo xuất phát từ động cơ chính trị của bản thân, phủ nhận chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc và những tiến triển trong quan hệ song phương mà các đời chính phủ Mỹ đã nỗ lực trước đó là nhằm kích động sự đối lập về ý thức hệ. Điều này cho thấy mục đích của ông này về Trung Quốc, quan hệ Trung Mỹ cũng như chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc tồn tại những sai lầm về nhận thức. Ông Uông Văn Bân nói, mưu đồ thay đổi Trung Quốc của Mỹ sẽ thất bại, con đường của mỗi quốc gia nên do người dân nước đó quyết định, bất cứ thế lực bên ngoài nào cũng không có đủ tư cách phủ định con đường mà quốc gia khác đã lựa chọn. Phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được cho là nhắm vào bài phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Thư viện Richard Nixon ngày 23 tháng 7 khi cho rằng chính sách tiếp cận của Mỹ đối với Trung Quốc hơn 40 năm qua đã thất bại. Ông này cũng kêu gọi các đồng minh cần cùng nhau thay đổi hành vi của Trung Quốc. Trước đó, tại cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm 28 tháng 7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng bài phát biểu của ông Mike Pompeo có ý đồ kích động sự đối lập về ý thức hệ giữa hai bên nhằm đẩy thế giới vào một cuộc chiến tranh lạnh mới. Lục quân hiện đại hóa cùng xe tăng T-90 là hàng loạt vũ khí made in Việt Nam cực đỉnh. 6 năm trước, vào ngày 15 tháng 1 năm 2014, lễ tiếp nhận chính thức tàu ngầm Kilo 636 hiện đại đầu tiên của Hải quân Việt Nam mang tên tàu ngầm Hà Nội, số hiệu HQ-182 đã diễn ra tại quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đánh dấu một bước phát triển lịch sử vượt bậc, giúp sức mạnh phòng thủ của quân đội ta tăng lên đáng kể. Với 6 chiếc tàu ngầm Kilo 636 do Liên bang Nga chế tạo và chuyển giao đầy đủ, an toàn trong những năm qua, đã giúp quân đội nhân dân Việt Nam từ chỗ chỉ có khả năng tác chiến trên đất liền, trên không và trên mặt biển, thì từ nay chúng ta đã có thêm khả năng tác chiến cả dưới mặt nước. Đây là những cú đấm thép cực mạnh trong lòng biển. Cùng với đó, các trung đoàn không quân tiêm kích Su-30 MK2, trung đoàn tên lửa S-300, các lữ đoàn tên lửa bờ trang bị tổ hợp Passion P, Extra, Akula và cũng được thành lập mới kiện toàn, giúp khả năng phòng thủ trên không, trên biển của quân đội ta tiến bộ vượt bậc, đủ sức bảo vệ chủ quyền trên không, trên biển và hải đảo một cách vững chắc. Có được điều đó là nhờ các quân binh chủng mũi nhọn như phòng không không quân, hải quân và một số lực lượng mũi nhọn khác được định hướng tiến thẳng lên hiện đại, được đầu tư mua sắm nhiều vũ khí trang bị thế hệ mới, bắt kịp trình độ chung của khu vực và thế giới. Mới đây nhất, chúng ta có thêm Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng nữa, tạo thành sức chiến đấu tổng hợp trên mọi môi trường, trong mọi điều kiện, bất kể ngày hay đêm. Lục quân, lực lượng quyết định trên chiến trường, gần đây cũng bắt đầu có những bước tiến mới. Một số lực lượng mũi nhọn đã được trang bị vũ khí mới, rất hiện đại, như pháo tự hành, xe tăng T-90. Tuy quá trình hiện đại hóa của lục quân có chậm hơn một chút so với một vài quân binh chủng mũi nhọn, nhưng những loại vũ khí mới được trang bị đều thuộc loại cực đỉnh mà nhiều nước đều phải mơ ước, và đáng chú ý trong đó đa phần made in Việt Nam. Đầu tiên phải kể đến các loại súng tiểu liên, súng trường tấn công. Hiện nay, trừ một số súng Tavor do Israel sản xuất trang bị cho hải quân đánh bộ, thì các nhà máy thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đều chế tạo được với số lượng lớn. Cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực chế tạo súng bộ binh không ai khác, đó chính là nhà máy Z111, nơi được đầu tư dây chuyền sản xuất súng Galin rất hiện đại do Israel chuyển giao. Từ những công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới, Z111 không chỉ sản xuất theo giấy phép các loại súng Galin, mà còn sản xuất nhiều mẫu súng bộ binh hiện được quân đội Nga và nhiều nước trên thế giới sử dụng phổ biến, với cải tiến theo những yêu cầu và kinh nghiệm thực tiễn của riêng Việt Nam. Những mẫu súng GK1 và GK3 hoàn toàn made in Việt Nam từ khâu thiết kế tới sản xuất được đánh giá không kém gì những loại súng đẳng cấp do các loại hãng vũ khí hàng đầu trên thế giới chế tạo. Kế đến, súng bắn tỉa cỡ lớn, súng bắn lựu, bắn loạt made in Việt Nam cũng lần lượt ra đời, sản xuất hàng loạt trang bị cho các đơn vị,
đã không chỉ thay thế những vũ khí cũ mà còn nâng cao đáng kể khả năng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Trong đó nổi bật nhất có thể kể đến súng bắn tỉa hạng nặng OSV-96 Made in Việt Nam theo thiết kế của súng KSVK của Nga, kèm theo đó là những loại kính ngắm quang học tuyệt hảo, giúp xạ thủ có khả năng chiến đấu bất kể ngày hay đêm. Ngoài ra, với việc sản xuất thành công súng máy PKMS, súng phóng lựu liên thanh AGS-17 rất hiện đại, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã tự chủ gần như hoàn toàn vũ khí trang bị cho các sư đoàn bộ binh. PKMS là loại vũ khí mới được các chuyên gia quân sự đánh giá là dòng súng máy tiêu chuẩn tốt nhất thế giới và trong biên chế của các đơn vị cơ giới Nga. PKMS và các phiên bản của nó là một trong những loại vũ khí tiêu chuẩn. Trong khi đó, súng phóng lựu liên thanh AGS-17 được đánh giá là vũ khí có tốc độ bắn rất cao, độ sát thương mạnh, được xem là khắc tinh của chiến thuật chiến tranh biển người. Không thể không nhắc tới hai loại súng chống tăng hết sức uy lực, đó là RPG-7 với đạn cải tiến và RPG-29 hoàn toàn mới do công nghiệp quốc phòng Việt Nam cải tiến và sản xuất dựa trên chuyển giao công nghệ của Nga. Loại hỏa lực được mệnh danh là sát thủ diệt tăng uy lực hàng đầu thế giới RPG-29 đã được Việt Nam sản xuất, đưa vào biên chế từ vài năm nay và đã được giới thiệu một số lần trong các triển lãm thành tựu công nghiệp quốc phòng và luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt của rất nhiều người. Nhưng đó chưa phải là tất cả, còn rất nhiều và rất nhiều sản phẩm mới sẽ được chúng tôi lần lượt giới thiệu ở các kỳ tiếp theo, trong đó có loại vũ khí Made in Việt Nam là niềm mơ ước bấy lâu nay, giờ đã sắp thành hiện thực. Cảnh báo đáng sợ của tướng Mỹ về năng lực tàu ngầm Nga và lo sợ sự trỗi dậy mới từ Trung Quốc. Quan chức Lầu Năm Góc cho rằng trong tương lai không xa, Trung Quốc sẽ làm giống như Nga khi nước này tiếp tục phát triển năng lực tàu ngầm và viễn chinh nhiều hơn. Trung tướng Mỹ Glenn Van Heck đã cảnh báo về một thách thức nghiêm trọng mà các đối thủ cạnh tranh lẫn tiềm năng hiện đang đặt ra đối với Mỹ. Ông Van Heck nói trong phiên điều trần của Thượng viện hôm 29 tháng 7, "Sau hơn 32 năm phục vụ, tôi không nghĩ rằng mình từng thấy một thách thức an ninh quốc gia và chiến lược nào như ngày nay. Nga phát triển các khả năng chiến lược như tàu ngầm hiện là một thách thức đáng kể trong việc theo dấu, đồng thời đặt ra nguy cơ tên lửa hành trình có thể tấn công đất nước chúng ta." Ông nói thêm rằng trong tương lai không xa, Trung Quốc sẽ làm giống như Nga khi nước này tiếp tục phát triển năng lực và viễn chinh nhiều hơn. Phát biểu của tướng Mỹ được đưa ra sau khi Tổng tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Yevmenov nói với tờ báo Krasnaya Veda hồi tháng 3 rằng, ngoài việc chế tạo tàu ngầm thế hệ thứ tư, Nga đã tham gia phát triển tàu ngầm thế hệ thứ năm. Yevmenov chỉ ra, chúng ta phải hướng về phía trước. Đây là điều bắt buộc của thời đại nếu muốn Hải quân Nga phát triển hơn nữa. Do đó không có gì bí mật về việc tạo ra tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ năm. Tàu ngầm mới sẽ còn tiến bộ hơn về mặt hiệu suất và thông số kỹ thuật. Trong một tuyên bố khác vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hạm đội Thái Bình Dương của đất nước này đã thành lập hai nhóm tấn công chống tàu ngầm mới và các tàu sẽ được giao nhiệm vụ tìm kiếm tàu ngầm tiềm năng của kẻ thù. Chúng tôi là Thời sự 24 giờ TV. Quý vị đừng quên like, share và subscribe để liên tục cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!